Som swakom akan Cambodia Flash News. ភ្នំពេញថ្ងៃទី20ប្រាំមួយខែឧសភាបានឃុំខ្លួនជនចាប់ចោតពីរនាក់ដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នករណីលួចទូដៃស្ត្រីអ្នកលក់អនឡាញយកបានលុយជាង50ម៉ឺនដុល្លារសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ Cambodia Flash News ថាជនចាប់ចោតទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី20ពីខែឧសភាកំឡុងនគរបាលប.អ.បែកក្អមបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់ដំបូងចាប់ពីករណីលួចកាច់កមម៉ូតូទំនើបមួយគ្រឿងនៅសង្កាត់អូបែកក្អមខណ្ឌសានសុខហើយពេលសួរទៅក៏ធ្លាយករណីទី2លួចទូដៃពីផ្ទះអ្នកលក់ទំនិញអនឡាញថាមានលុយជាង50ម៉ឺនដុល្លារនៅសង្កាត់បឹងសាឡាំងខណ្ឌទួលគោកប៉ុន្តែក្រោយចាប់ខ្លួនជនចាប់ចោតទាំងពី
đai bẩn tích bẩn tối bẩn nồng. Bảo mẹ trở bàn kê bà tè khởi đầy sạp nơi khăn nông bẩn tục chúi dạng nơi ạ thoa mẹ ánh kà bê trở lập một bì phát cà phê vĩnh bằng cõi mình kà phép áo dạng khăn. Hạt kà ní cứ bàn cạn láng kà bì vì liên mong đắp nông mà phê nơi tì bật ngay tì mà phê bà mùi khai ưu sạp hít năm bì bọn mà phê mùi thật nơi trăng trong nơi bà tè lệ mở rơi mà phê bà mấy. Phần lệch bà mùi rơi hà sạp bốn, cọng tì bà mùi bần tộc chuôn phùm tà ngữ, sân cà đi rốt khăn chạm bà ở rít thân nếp nông bình. Chủ đồng cổ mình chú mùa hộ lộng đi, anh dụ hà sạp bà mùi chân nắm sẵn nợ bần tộc chuôn phùm tà ngữ, sân cà đi rốt khăn chạm bà ở rít thân nếp nông bình. Chủ đồng cổ chạy nơi kì chân khám ai một bí cao bà tế, tập bàn mộc chú phát tế còn lại cắt hát xâm rạ sẵn nợ bàn chùm nôn đập bấy thay bà nổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.